thưa quý vị nhiều người vẫn nghĩ thực phẩm chức năng như là một loại thần dược và sử dụng một cách vô tội vạ nhưng lại ít ai biết được rằng nếu như mà sử dụng không đúng cách và lạm dụng thì có thể dẫn tới hậu quả khôn lường và chuyện đó đã không còn dừng lại ở lời cảnh báo khi mà mới đây một phụ nữ ở sơn la đã bị suy gan do lạm dụng thực phẩm chức năng giảm cân và đã tử vong sau thời gian điều trị tại bệnh viện bạch mai và bệnh viện tỉnh sơn la được biết bệnh nhân tử vong nghi do uống quá nhiều thực phẩm chức năng giảm cân, là nữ 46 tuổi quê ở Sơn La. Và theo gia đình thời điểm bệnh nhân điều trị tại bệnh viện Bạch Mai, sức khỏe đã dần hồi phục nên được cho về nhà. Tuy nhiên thì đến ngày 18 tháng 2, do bệnh nhân có dấu hiệu mệt mỏi nên gia đình đã đưa vào bệnh viện tỉnh Sơn La cấp cứu. Nhưng do diễn biến ngày càng nặng nên bệnh nhân đã qua đời tại bệnh viện. Được biết từ trước đến nay, bệnh nhân chưa có dấu hiệu ốm đau, bệnh tật gì. Thời điểm trước khi nhập viện, bệnh nhân có dùng thực phẩm chức năng giảm cân của một người quen giới thiệu với số lượng khá nhiều. Sau gần 3 tháng sử dụng, bệnh nhân có biểu hiện mệt mỏi, choáng váng. Khi đó gia đình mới đưa đi cấp cứu ở bệnh viện Sơn La. Sau 3 ngày điều trị tại bệnh viện tỉnh Sơn La, bệnh nhân tiếp tục rơi vào hôn mê và phải chuyển viện cấp cứu xuống bệnh viện Bạch Mai. Tại đây các bác sĩ kết luận bệnh nhân bị nhiễm độc gan, suy gan và dẫn đến hôn mê. Vâng ạ, à, khi mà chúng ta có một cái thân hình ngoại cỡ thì chúng ta thường ước ao là có một cái phép nhiệm màu nào đó để mà mình có thể thon gọn hơn. Và các loại thực phẩm chức năng như là trà thảo mộc, bột giảm cân hay là trà nấm hay thậm chí là viên uống giảm cân từ rau củ đã xuất hiện rất là nhiều trên thị trường và xuất hiện như là một cái sự hỗ trợ đắc lực cho công cuộc giảm cân, đặc biệt là đối với các chị em phụ nữ tuy nhiên là đã có quá nhiều người tin tưởng vào thực phẩm chức năng và cho rằng đó là cách để có thể giảm cân hiệu quả nhất và nhanh chóng nhất nhưng mà thưa quý vị theo các chuyên gia y tế điều này là hoàn toàn sai lầm và không có loại thực phẩm nào hay là loại thuốc thần tiên nào mà ăn uống vào lại giúp cho chúng ta giảm cân được ngay nếu muốn có được một thân hình nhỏ gọn thì ngoài việc duy trì chế độ ăn uống hợp lý thì chúng ta còn phải kết hợp với việc luyện tập thể dục thể thao thể thao mỗi ngày và ta có thể nói đây chính là cách tốt nhất để mà bất cứ ai không muốn mình bị béo phì. Và nếu như quý vị đang tự tìm đến các sản phẩm thực phẩm chức năng mà theo quảng cáo là sẽ làm cho chúng ta giảm cân được một cách nhanh chóng ngoạn mục thì đừng nên vội tin nha. nếu không thì chúng ta có thể gây uh, vô tình đang tự gây hại đến sức khỏe của chính mình một cách trầm trọng.